Những kiến trúc sư tài năng. Chào các bạn khán giả. Các bạn đã sẵn sàng. Các bạn đã sẵn sàng gặp méo chưa? Ý tớ là các bạn đã sẵn sàng xem chương trình Điều Chúng Mình Chưa Biết Chưa? Dài ơi, nhanh lên, cậu lâu quá à. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về gì vậy? Trước khi trả lời về chủ đề ngày hôm nay, tớ muốn đố cậu. Đố cậu, khi đi chơi xong, chúng ta đi về đâu? Về nhà. Khi đi học xong, chúng ta về đâu nè? Về nhà luôn. Vậy nhà là gì? Nhà là nơi có nhiều thức ăn ngon trong tủ lạnh, có giường ngủ với những giấc mơ đẹp, có tivi xem Điều Chúng Mình Chưa Biết, có ông bà, có ba mẹ, không có xe cộ và vi trùng như ngoài đường. Thế đó cậu, động vật có nhà không? Động vật không có nhà, chúng đi lang thang trong rừng, chúng ngủ trên cây và trên lá, chúng đánh nhau và tranh giành thức ăn. Sai rồi nha, động vật không chỉ có nhà, mà còn là những ngôi nhà do chúng tự xây nên nữa cơ. Chúng ta cứ tưởng rằng chỉ có con người mới có thể xây được những tòa nhà xinh đẹp, to lớn đúng không? Động vật cũng là những kiến trúc sư tài năng đó nha. Nổi tiếng nhất trong thế giới động vật phải kể đến là kiến trúc sư ong. Những ngôi nhà do kiến trúc sư ong xây nên luôn làm con người phải kinh ngạc. Ngôi nhà được làm từ sáp ong, do ong tiết ra từng chút một đó. Những sáp này có màu vàng và rất mềm dẻo. Ong dành cả đời của mình để xây tổ đó. Đáng khâm phục nhất là ong xây tổ rất tỉ mỉ, không cần đến thước đo, nhưng những lỗ tổ ong đều bằng nhau tăm tắp. Ong sẽ chui vào các lỗ này để ở. Lỗ nào còn trống thì ong chúa sẽ đẻ trứng vào, và ong chúa cũng chứa mật trong những lỗ đó nữa. Ong luôn xây tổ trên cao để tránh kẻ thù tấn công. Mà đừng dại động vào tổ ong nha. Ong yêu quý ngôi nhà của mình lắm. Ong sẽ tức giận lên và kéo nhau tấn công kẻ phá bỉnh đó. Còn có các bạn ong gỗ thì xây nhà rất lạ. Các bạn ấy đục rỗng cả thân cây, sau đó tạo thành các vách ngăn, chia thân cây thành từng phòng để mật và phấn hoa vào từng khoang một và đẻ trứng trong các khoang đó. Mỗi ong con sẽ lớn lên trong những khoang như thế và có đầy đủ thức ăn để ăn. Cả thân cây giống như một đoàn tàu có rất nhiều toa chở ong con. Ê dài, hôm qua tôi mới bị ong chích á. Tôi đâu biết ong xây tổ kỳ công đến vậy. Tôi thấy tổ ong đẹp nên chọc chơi. Nào ngờ chúng nổi khùng lên và chích tôi. Nhìn nè. Cậu đừng động vào tổ của các con vật, vì chúng xây tổ rất cực. Không chỉ ong đâu, mà chim yến cũng vậy. Nghe đến nước bọt, ai mà chẳng sợ bẩn đúng không nào? Bị dính nước bọt lên người thật là kinh khủng. Nhưng nước bọt lại rất quan trọng và đáng giá đối với loài yến đó. Vì loài yến xây tổ bằng nước bọt mà. Yến sống theo bầy và xây tổ trên vách hang động đấy. Làm sao nước bọt có thể xây được tổ nhỉ? Đúng là khó thật đấy. Chỉ có tỉ mỉ và kiên nhẫn như chim yến thì mới làm được thôi. Đầu tiên, yến sẽ xù lông, nhắm mắt lại và lắc đầu thật mạnh để tiết nước bọt ra. Nước bọt của yến mỏng manh như sợi tơ và mau khô lại trong không khí. Yến cứ tiết từng chút nước bọt một và bệnh chúng lại thành một cái tổ màu trắng dày dặn, có hình dạng như một cái chén gắn trên vách hang. Để làm được một tổ như vậy, yến phải tốn đến 35 ngày làm tổ liên tục. Sau khi chiếc tổ hoàn thành, yến sẽ đẻ trứng vào trong tổ và bắt đầu ấp trứng. Quá là một hành trình thật vất vả và đáng khâm phục đúng không nào? Những con chim yến thật là đáng khâm phục phải không? Ơ, méo, cậu đang làm gì vậy? Ê, tôi đang xây nhà bằng nước bọt để cho tôi với cậu ở á. Thôi thôi, tớ không muốn ở ngôi nhà nước bọt của cậu đâu, dơ bẩn quá. Các bạn ơi, còn một loài chim xây nhà cũng rất hay. Đó chính là chim oanh. Ơ? Ơ?
những cô thợ may khéo léo nhất trong thế giới động vật là chim oanh. Chim oanh biết tự tạo ra những chiếc tổ bằng cách khâu lá lại với nhau. Đến mùa sinh sản, các cô chim oanh sẽ bay đi tìm những chiếc lá to như lá chuối chẳng hạn. Cô dùng mỏ và chân của mình để cuốn các lá lại, sau đó đục những lỗ nhỏ ở mép lá. Tiếp đến, cô lấy tên nhện, tầm gai dại, làm chỉ xuyên qua các lỗ đó. Chiếc mỏ nhỏ xíu của cô như cây kim khéo léo may thành một chiếc tổ chắc chắn. Chim oanh còn cẩn thận đến độ cô lấy nhiều cọng cỏ cột chặt cuốn lá vào cành. Thế là mặc gió mưa có dữ tợn cỡ nào, chiếc tổ của cô vẫn chắc chắn và an toàn trên cây. Nếu có một giải thưởng cho loài động vật nào xây dựng giỏi nhất, thì giải thưởng đó chắc chắn sẽ thuộc về Hailey. Hailey không chỉ biết xây nhà mà còn biết xây cả những con đập khổng lồ nữa kia. Hailey là loài động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, nên cậu ấy thường xây nhà ở những hồ nước. Một nửa căn nhà của Hailey thì nằm trên mặt nước, một nửa còn lại thì nằm sâu dưới nước. Cậu ấy rất thích xây dựng nên cứ ngày ngày cần mẫn đem gỗ về xây ngôi nhà của mình. Nhưng có một điều Hailey rất ghét, đó chính là những dòng nước mạnh. Ôi không, những dòng nước mạnh cứ tràn qua ngôi nhà của cậu ấy khiến chúng tan tành. Hailey cũng rất thông minh nên cậu ấy nảy ra một ý tưởng. Cậu ấy sẽ xây một con đập để ngăn dòng nước mạnh. Thế là cả gia đình của Hailey cùng nhau nhặt những cành cây đất đá về để xây thành một con đập chắn ngang dòng nước. Những con đập của Hailey xây dựng to lớn chắc chắn đến nỗi 5 người cùng đứng lên trên đập cũng không bị gì. Các bạn có biết không, trên thế giới có rất nhiều đập ngăn dòng nước do con người xây dựng, nhưng con đập dài nhất thế giới lại do chính những kiến trúc sư Hailey xây nên đó. Đó là con đập Wood Buffalo ở Canada, dài tới 850.000 mét. Một tràng pháo tay cho kiến trúc sư Hailey tài ba nào. Hailey đúng là kiến trúc sư số 1 của rừng xanh. Nhanh nè. Méo ơi, sao cậu mọc răng vậy? Vậy ta là Hailey chứ không phải là méo. Trời ơi, tôi phải làm sao với méo đây? Chương trình hết rồi, mà các bạn đón xem chương trình lần sau vào lúc 17:20 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Mọi thắc mắc xin liên hệ vào hộp thư điều chúng mình chưa biết @2pencil.com. Còn bây giờ dài và Hải Ly Mèo xin chào và hẹn gặp lại.